con chuột chết này. Chúng ơi, hai chúng con đẹp thế này nó về chúng đây hả? Mai có người lại nó bảo vệ nhá. Chúng gái thế này mình đưa vào đây. Không còn con nào nữa không? Túi của chị có sữa với kẹo đấy, thế mình cho ăn nhá. Ôi thank you.
chặt nhỉ, không chặt nhỉ.